Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự nỗ lực của chính mỗi người dân, thôn Hàm Rồng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Hiện toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo trên tổng số 69 hộ dân. Một cuộc sống mới, một diện mạo mới, tươi vui, ấm no, hạnh phúc đang hiện hữu. Như một lối mòn, lầy lội, trơn trượt khi trời mưa. Đây là hình ảnh tư liệu về tuyến đường từ trung tâm xã Việt Tiến về thôn Hàm Rồng 10 năm trước mà chúng tôi còn lưu lại. Còn hôm nay, không chỉ có giao thông phát triển thuận lợi, mà nhiều công trình hạ tầng phục vụ dân sinh và các thiết chế văn hóa thôn bản đều được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Khi xây dựng nông thôn mới, thì Hàm Rồng là đầu tiên là được con đường bê tông từ ở trên xã xuống là dài trên 4 km. Từ đầu thôn đến cuối thôn, nó vào chừng độ khoảng là độ trên 3 km là chúng tôi đã có cái đường điện thắp sáng đường quê. Bà con đây thì 100% là nhà nào cũng có tivi. Mặc dù có rất ít đất ruộng, thậm chí những hộ mới tách khẩu trong những năm gần đây hầu như không có ruộng để cấy lúa. Nhưng bù lại, những diện tích nương đồi hoang hóa trước kia giờ đã mang lại cho các hộ dân nguồn thu lớn nhờ sự đổi thay trong tư duy phát triển kinh tế. Thế mà bây giờ thì nói chung là đồi rừng trước thì họ trồng quế, rồi là ngoài nương bãi bằng thì là trồng chè, rồi là một số thì trồng ngô. Thu nhập đời sống nữa, nói chung là bây giờ khá hơn ngày xưa. Bây giờ nhiều nhà xây rồi là con cái rồi là ăn học rồi là cũng được đầy đủ hơn. Gia đình anh Nguyễn Đức Quý ở thôn Hàm Rồng cũng trồng được gần chục hecta quế. Năm vừa qua, từ bán tỉa cành lá đã cho gia đình anh nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Diện tích đất vườn tạp của gia đình giờ cũng mang lại nguồn thu do anh Quý đã mạnh dạn đưa giống thanh long ruột đỏ về trồng. Cái hồng nó hay mất mùa, cái vại thì nó do nắng ở đây nó không hợp, là mình mới chuyển sang để trồng cái thanh long. Trồng thanh long trắng, xong rồi sau thấy có giới thiệu thanh long ruột đỏ nên là mới đi về tận Vĩnh Phúc để lấy giống về đây trồng. Nếu mà so với những cây trồng trước thì cái thanh long này kinh tế của nó sẽ cao gấp 3 lần cái những cây trước, tầm khoảng 5-60 triệu. Hàm Rồng là thôn định cư của những hộ gia đình giáo dân. Bà con di chuyển lên đây sau thời điểm quy hoạch lòng hồ thủy điện Thác Bà những năm 1960 của thế kỷ trước. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các hộ dân trong thôn đã đoàn kết đồng lòng, sống tốt đời đẹp đạo, nỗ lực xây dựng nên một vùng quê mới, trù phú, ấm no và hạnh phúc.